Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 16 tháng 6, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Kính thưa quý vị, trong mọi giai đoạn của đời sống thì giai đoạn nào cũng để lại những ấn tượng giúp cho chúng ta bồi thêm những tích lũy cũng như kiến thức để tiến vào những giai đoạn mới. Với đại chúng sinh Nguyễn Hữu Luyện, có lẽ những ngày ở Đại Chủng Viện là những ngày đáng nhớ nhất. Ông đã đi qua một tuổi thơ đặc biệt của một cậu bé từ quê ra tỉnh, đã rung cảm trước những đại tác phẩm quốc văn như Chuyện Kiều, Chinh Phục Ngâm, đã đồng cảm với những đau khổ từ tâm hồn đến thể xác qua đại tác phẩm Tây Phương như Thằng Gù, Nhà Thờ Đức Bà, Những Kẻ Khốn Cùng, đã thấy xác người trôi sông ở con sông sau nhà, đã mục kích những người đấu tranh bị pháp hành hình. Như những dấu ấn của Đại Chủng Viện đã nâng cả kiến thức lẫn cái nhìn giúp cho ông rất nhiều về sau. Trong phần phản ứng này thì xin mời quý vị theo dõi những di sản tinh thần ở Đại Chủng Viện đã ăn sâu vào tâm thức của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, trở nên một lớp áo giáp dưới lớp áo giáp nhà tu giúp cho ông về sau. Xin mời quý vị theo dõi những dấu ấn đặc biệt đó. Tuy nói rằng ban giảng huấn Đại Chủng Viện Sài Gòn là một ban giảng huấn chọn lọc, khi nhìn lại cha Lễ vẫn còn thấy một lỗ hổng lớn trong chương trình của Đại Chủng Viện Sài Gòn. Nếu có trách nhiệm giảng dạy thì Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ sẽ đề nghị những điều gì? Điều gì đã giúp cho ông vững tin trên bước đường vào vòng lao lý? Trong những điều ông được học, điều nào là điểm xoáy chính đã chuyển ông từ vị trí tiêu cực của một tù nhân thành một người tích cực, an nhiên trong cảnh tù, bình tâm trước những đen tối bất tận của tương lai? Mời quý vị theo dõi những suy nghĩ của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ khi ông nhìn lại quãng đời đó ở tuổi 80 qua phần phỏng vấn đặc biệt với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, chương trình do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Trở lại cái chuyện mà khi mà cha học đi học từ Đại Chủng Viện trở ra đó, trong thời gian học thường thường người ta có những cái giai đoạn quyết định đó, thì trong cái suốt khoảng thời gian đấy có một cái điểm nào mà tự nhiên cha cảm thấy giống như là mình bừng sáng, mình khác với lúc trước và bây giờ mình chắc chắn đó là con đường của mình cảm thấy chắc chắn trong cái hành trình đi học có đó. Thời gian đó là mình có giờ mình suy nghĩ nhiều, thời gian đó là cha tôi có nhiều giờ để suy nghĩ và có nhiều giờ để đọc sách và được tiếp xúc với nhiều vị chức sắc tôn giáo để mà đến để mà giảng dạy, nói về cái con đường đời họ đó, thì tôi học hỏi được rất nhiều. Có những vị để trong tôi những cái sự cái học về cái sự quyết tâm của con người, có gì để cho tôi về sự kinh nghiệm đường đời của họ, có vị để cho tôi một sự cái lòng bác ái vô biên của họ đối với con người. Những thầy giáo đó để trong trí tôi rất là nhiều cái ấn tượng. Và phải nói rằng cái ban giảng huấn Đại Chủng Viện Sài Gòn đó, hay là các tôi nghĩ các đại gì khác đó, là một ban giảng huấn rất là cái bằng chọn lọc và rất nhiều kinh nghiệm trong sự giáo huấn để mà nung đúc tinh thần cho các linh mục tương lai. Cho tôi thấy đó là một cái môi trường rất là tốt. Và thời gian đó một thư viện rất là lớn mở ra để các thầy ngoại gì học, bởi tôi đi học thôi, không làm gì cả, nội trú 7 năm nội trú, tức là nó có giờ ăn giờ ngủ gì là giáo hội đài thọ hết, thì có giờ học về chơi giờ thể thao gì, thì mình rất nhiều giờ trống để cho chúng ta đọc sách và tìm hiểu. Thành ra thấy trong 7 năm đó là 7 năm nó giúp cho cái xếp binh tương lai đời tôi rất là nhiều. Nhưng mà chỉ có cái là khi tôi dùng đó thiếu cái là không có dạy cho tôi điêu đương đầu với cảnh tù tội, cái đó không có. Đáng lẽ ra về sau này tôi nghĩ rằng đó, nếu mà tôi là trách nhiệm về ban giáo hội, tôi sẽ đề nghị một môn học mới giúp cho các linh mục tương lai nếu rơi vào cảnh tù tội mình phải sống thế nào, phải điêu thế nào, phải hành động thế nào trong cái đó. Mà điều này tôi suy nghĩ rất là nhiều, và tôi sẽ viết một cuốn sách về vấn đề đó. Là phải chuẩn bị tinh thần
cho các linh mục. Khi mà không có làm việc được trong môi trường mình học, chúng ta không có là ra làm việc giáo sư, hoặc là coi trường học, hoặc là coi một hội đoàn, hoặc là lãnh đạo phong trào gì trong công giáo, v.v. huấn luyện rất nhiều, nhưng mà không có môi trường nào huấn luyện môi trường lao lý. Cái này tôi cho là một sự, không phải là thiếu sót, nhưng là một sự nó chưa có đầy đủ về cái sự huấn luyện toàn diện của con người. Bởi vì chúng tôi ra học trong trường, ai nghĩ mình sẽ đi tù đâu, không nghĩ đó. Nhưng rồi hoàn cảnh đùng cái nó đẩy anh vô đó, chơi với liền. Tôi bị chơi với, nhưng mà cái câu kinh thánh này nè là đủ cho tôi. Tôi nói đó, một câu thôi mà tôi sống suốt mười mấy năm tù, một câu thôi. Câu đó là câu trong thơ thánh Paulo, sống lỗi viết đó: ơn của cha đủ cho con. Thì cái thánh thánh Paulo, còn thánh Paulo á, trong cơn túng ngặt quá cầu nguyện xin Chúa giúp mình này kia, thì thánh Paulo đã nghe được tiếng Chúa nè: ơn của cha đủ cho con. Và cái câu đó, đó là cái câu mà tôi, cái ngày đầu tiên bị bắt, khi mà tôi quá sức là dao động, quá sức mà kêu bằng sợ lắm anh ơi. Trời ơi, bây giờ ngồi đây nói tôi nói mình thánh thần gì, con người mà sợ lắm anh ơi. Cái ngày nó bắt mình đầu tiên, nó cầm tay mình, nó quánh mình, sợ lắm. Chưa biết là sao đó, mà không biết tương lai mình là cái gì nữa. Thì trong lúc tôi ngồi tôi cầu nguyện đó, thì tôi nghe như văng vẳng trong tiếng cầm tay tôi: ơn cha đủ cho con. Câu đó làm cho tôi, nó thay đổi giống như là 180 độ thay đổi. Và cảm thấy mình thay vì là một tù nhân á, thì tôi thấy tôi là một nhà thám hiểm. Thấy nó lạ không? Sống kinh thánh là chỗ đó, tôi nhà thám hiểm, và trước mặt tôi là khu rừng, và tôi bắt buộc phải đi vô đó. Tôi khám hiểm hết khu rừng đó, tôi vẽ bản đồ nó, tôi điêu với nó, tôi sống với nó. Và đó là cái ơn Chúa cho tôi trong câu: ơn cha đủ cho con. Nếu không đức tin đó, thì không được cái đó. Và như nãy tôi chị em đó, kinh thánh không phải để thuộc, mà để sống. Cái đó cha đã thấy khi mà cha ra trường để mà bắt đầu phục vụ chưa? Đã rồi, tôi làm được 6 năm rồi. Vâng vâng, nhưng mà cái điều đó cha, cái khi mà cha thụ phong linh mục rồi ra ngoài phục vụ ở ngoài đời, cái điều đó nó đã sáng rõ gì vậy? Cha có thấy là trong cái quá trình học vấn, nó bắt đầu mình áp dụng vào đời sống, nó có những cái điều giống như vậy không? Anh nói trong học trung chủng viện hay là học sao? Học xong rồi đó, xong rồi. Tôi không rồi, xong chủng viện rồi. Vâng. Thì tôi làm cha xứ được mấy năm rồi. Vâng, thì cái thời gian mà cha làm cha xứ đó, có thử thách nào mà đưa cho cha đến những cái sự suy nghĩ mà để mà phải dùng vào thánh kinh để mình xem lại coi cái trao đảo nó giữ cho mình vững như cha vừa nói? Nhiều chứ, nhiều chứ, nhất là sau khi tôi đã, anh biết đó, tôi thì chắc anh chẳng cho là đầu tư biết tôi, phải nói tôi là một warrior, đúng nghĩa chữ đó. Tôi là một người tranh đấu vì một lý tưởng gì đó mà không cần biết, nhưng mà tôi người tranh đấu nghĩa là lúc nào cũng tranh đấu cho dân tộc, cho công bằng, cho lẽ phải, cho tất cả. Khi tôi ra đó anh ơi, thì ở đây mình nói chuyện lại thì mình nghe nó thời đệ nhị Cộng Hòa đó, nó có nhiều cái nó nhiễu nhương lắm, nó rõ hoàn cảnh đất nước, rồi chiến tranh, rồi quân đội ngoại quốc ở đây, các nước đồng minh ở đây, cả nửa triệu người vân vân, nó xạo trong sâu mình, nó thác loạn ghê lắm. Thì trong đó nó có những người chính quyền địa phương đó, họ cũng đè đầu cởi cổ dân chúng nhiều lắm anh ạ. À.